đông, thật là ấm áp, thật là hạnh phúc và bình an. Các anh chị thân mến, và ngay bây giờ anh Luân xin mời tất cả các anh chị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tiết mục rất là đặc biệt ngày hôm nay. Một tiết mục này Luân muốn mời tất cả các anh chị chúng ta cùng nhau đến thăm xứ sở một vùng biển. Và đến với xứ sở này thì tại đây có những người dân làng chài cũng hết sức là đặc biệt. Những người dân làng chài này vui đùa, hát hò đối đáp sau những ngày lao động vất vả. Có những người thì rất là lành lặn, có những người thì không được như thế. Nhưng mà điều quan trọng nhất đó chính là mặc dù lành lặn hay không lành lặn, nhưng mà tất cả đều cất lên tiếng hát chung. Tất cả đều yêu mến cuộc đời, tất cả đều yêu mến công việc, và tất cả đều có được một tình yêu cho riêng bản thân của mình. Ngay bây giờ anh Luân xin mời tất cả các bạn, chúng ta hãy cùng nhau đến với bài hát Tiếng Dân Chài, tác giả Phạm Đình Chương, biểu diễn nhóm hát Đời Rất Đẹp cùng phần múa minh họa của vũ đoàn Fly. Một tràng pháo tay thật to, chúng ta cùng đến với ca khúc Tiếng Dân Chài. Mái chèo này chèo xa thắp đêm mờ, mang cùng nhau anh em ta xuống xuống.
sâu sâu hò hò, tay và tay siết chặt trời mau. Sông sâu là sông sâu, sông này nuôi sống dân trại nghèo. Anh em cùng ra đây, qua thì lấy tay chảy tay lưới. Ấy đây nhộng nhẫn mà vui. Hò 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 dâu ta lặng lặng mà nghe ơi hò dâu ta. Đêm nay phải được chương sông sâu, mai sông kéo lưới ca đầy. Hò 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 dâu ta lặng lặng mà nghe ơi hò dâu ta. Nơi vùng trường ánh trăng vàng mồ hôi tôi đổ xuống hàng mưa lâu. Hò 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 dâu ta lặng lặng mà nghe ơi hò dâu ta. Ơi ơi đời sống dân chạy đêm đêm rơi bóng sông dài mà ca. Dù hò, hò dù ta lặng lặng mà nghe ơi hò dù ta. Sống dù đời vô lên đây, định sau cơn gió tấm bình thuyền ta. Hò dù ta ơi hò dù 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 ta.